Ngày 5 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Phong, công ty cổ phần RIB tổ chức lễ xuất chuyến hàng đầu tiên sản phẩm cam Cao Phong sang thị trường Vương quốc Anh. Dự lễ xuất hàng có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Hiện nay, huyện Cao Phong đã có 7 sản phẩm quả tươi và sản phẩm chế biến từ cam được công nhận OCOP 3 và 4 sao. Có 536 ha cây ăn quả có múi được cấp chứng nhận Việt Gáp. Sau 8 năm được cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm cam Cao Phong đã khẳng định được thương hiệu chất lượng trên thị trường trong nước. Cam Cao Phong giàu chất dinh dưỡng, hương vị ngọt đậm, đặc trưng. Mẫu thử nghiệm cam Cao Phong không phát hiện hoạt chất nào của gần 900 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bắt buộc phải phân tích theo tiêu chuẩn châu Âu. 7 tấn cam Cao Phong đầu tiên được xuất sang thị trường Vương quốc Anh trong những ngày đầu năm mới 2023 là tín hiệu vui cho người dân trồng cam, đánh dấu cam Cao Phong vươn ra thị trường thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chia vui cùng người dân trồng cam huyện Cao Phong, đồng thời nhấn mạnh để tiếp tục nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm cam Cao Phong nhằm phát triển bền vững, huyện Cao Phong cần phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai hiệu quả đề án tái canh cây ăn quả có múi giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo chúng ta tiếp tục mở rộng và phát huy được để làm tốt hơn, thì mong các đồng chí tập trung chỉ đạo, nhất là về điều kiện canh tác, về tất cả những theo tiêu chuẩn kỹ thuật đề nghị chúng ta tuân thủ, làm sao những tiêu chuẩn này được nhân rộng. Ngày chúng ta đang làm những cái mẫu quả ngày hôm nay, những cái vườn mà chúng ta cho suốt ngày hôm nay để nhân rộng ra, huyện cũng hỗ trợ cho hợp với các ngành cả liên minh hợp tác xã rồi công thương nông nghiệp rồi là khoa học, chỉ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã để chúng ta làm sao là có chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ được công nghệ để bảo quản và làm sản xuất theo quy trình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Cao Phong tăng cường phối hợp với các sở ban ngành chức năng của tỉnh thực hiện các chứng nhận về sản xuất an toàn, cấp mã số vùng trồng và hỗ trợ liên kết chuỗi sản xuất để tăng sản lượng xuất khẩu và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học mới trong phát triển vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến nông sản gắn với phát triển vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản của địa phương.